Giới tiên tri tử vi tiết lộ thiên cơ, bốn con giáp ôm trọn lộc trời, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà như nước lũ, đổi đời giàu to trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, cuối tuần này. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Xin kính chúc quý vị một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, chúng ta đều biết tương lai là bất định. Cái vận trình tài lộc của mỗi con người thì lại khác nhau. Trong suốt thời gian vừa qua, không ít gia chủ đã gặp nhiều khó khăn, trắc trở, đánh đổi biết bao mồ hôi nước mắt, thậm chí là đánh đổi thời gian bên cạnh gia đình, bên con cái để kiếm từng đồng tiền để mà mưu sinh. Có những người làm ăn xa, bất chấp đánh đổi cả một năm trời không được về nhà, thăm gia đình, thăm những người thân. Tuy nhiên, theo dự báo của các chuyên gia tử vi tâm linh học, thì đang cơn bĩ cực thì bất ngờ bốn con giáp được thần tài tìm đến, ban cho lộc lá, chúng lớn liên tiếp, tiền tỷ cầm tay, xóa sạch nợ nần, đổi đời giàu có trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, cuối tuần này. Đặc biệt, bốn con giáp này còn được cát tinh cao chiếu, giúp rửa sạch cái vận xui, bỏ lại hết sau lưng những cái nhọc nhằn, những cái khổ ải. Cuộc đời thì bước sang một cái trang mới, đánh đâu thì chúng đó, tiền tỷ cầm tay, xây nhà, tậu xe, vang danh thiên hạ. Nắm trong tay cái khối tài sản bạc tỷ, khiến cho thiên hạ phải nghiêng mình ngưỡng mộ. Vậy thì bốn con giáp đó là những con giáp nào và cái thiên cơ nào sẽ đến với họ? Ngay sau đây, Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì trước khi đi vào phần luận giải chi tiết, quý vị hãy hoan hỉ nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái biểu tượng chuông thông báo để mà ủng hộ cho chương trình. Cũng như là gì, nếu mà quý vị có thắc mắc, có bất kỳ câu hỏi nào thì quý vị hãy gì comment xuống phần bình luận bên dưới, Tử Thông cũng sẽ trả lời quý vị trong thời gian sớm nhất đó. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, tức là từ ngày mùng 2 tháng 4 đến ngày mùng 4 tháng 4 âm lịch, đúng không ạ? Từ ngày mùng 9 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5 đó. Thì trong 3 ngày cuối tuần, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thì con giáp may mắn đầu tiên không ai khác đó chính là những chú rồng, những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, là một trong những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới thì những người tuổi Thìn đã có những cái khởi đầu rất là tốt đẹp trong thời gian này. Khi mà quý vị giữ được cái tâm trạng khoan khoái và đầy hứng khởi, chính lúc đó thì may mắn cũng sẽ gõ cửa trong cuộc sống của quý vị. Vẫn sẽ có một số cái thử thách trong công việc, nhưng quý vị có thể là linh hoạt và giải quyết chúng một cách là dễ dàng hơn. Bản thân những người tuổi Thìn là những con giáp thông minh, lanh lợi, vui tính nên rất được lòng khách hàng, được lòng cấp trên, được lòng đối tác và dễ làm ăn được với những cái hợp đồng lớn. Đơn hàng lớn thì cũng sẽ tìm đến trong cái thời gian này. Bên cạnh đó, dưới cái sự tác động của cát tinh và cái may mắn mà thời cuộc mang lại thì cái chuyện làm ăn kinh doanh của những người tuổi Thìn cũng sẽ có những cái dấu hiệu đột phá, tiến triển một cách tích cực hơn. Thì đây cũng là cái thời điểm thích hợp để quý vị có thể là hợp tác làm ăn hay là mở rộng với quy mô kinh doanh của mình. Tin rằng với cái sự chăm chỉ chịu khó của mình thì quý vị cũng sẽ kiếm tiền về đầy túi, khiến cuộc sống được cải thiện rõ rệt. Với những người làm đầu tư thì trong thời gian này nói chung các bạn cũng cần phải quyết đoán hơn trong cái việc là nắm bắt cơ hội. Bởi nếu cứ chần chừ do dự thì các bạn sẽ để người khác giành lấy cái lợi thế trước mình đấy. Những người tuổi Thìn hãy tin tưởng hơn vào cái khả năng của mình. Quý vị chẳng hề thua kém bất cứ ai. Dù công việc bước đầu gặp phải những khó khăn trắc trở thế nào đi chăng nữa, chỉ cần quý vị quyết tâm khắc phục thì dần dần cũng sẽ vượt qua được. Đối với những người làm công ăn lương thì cái túi tiền rủng rỉnh cũng là nhờ quý vị đã gì hoàn thành xuất sắc những cái nhiệm vụ được giao. Cái khoản tiền lương, tiền thưởng nóng là cái khoản tiền mà hoàn toàn xứng đáng với những gì mà quý vị bỏ ra. Tuy nhiên, trong 3 ngày tới đây thì không chỉ có thu vào mà còn có cả chi ra nữa. Một vài cái khoản mà bắt buộc phải chi tiêu đôi khi cũng khiến cho quý vị gì bị thất thoát một chút về tiền bạc. Con giáp này có thể tự thưởng cho bản thân để khuyến khích cái tinh thần làm việc, xong cũng đừng nên vung tay quá trớn. Mua những cái món hàng vượt qua cái khả năng chi trả của mình. Quý vị cũng có thể yên tâm rằng cái sự nghiệp của quý vị đang trên đà phát triển tích cực, kéo theo đó là cái nguồn lực tài chính cũng sẽ được gì thuận lợi hơn. Con đường tài lộc cũng khá cảm hơn trong cái thời gian tới.
Nói chung ấy, những người tuổi Thìn có thể có thêm được nhiều cái tiền hoa hồng thưởng nóng, hoặc là chỉ được tăng lương, tăng thưởng và thu được những khoản tiền bội thu nhờ vào những cái nỗ lực của bản thân. Trong 3 ngày tới đây, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thì những người tuổi Thìn cũng nên nhất tâm làm việc thiện để tăng cái vận may và xua đuổi những cái vận xui cho bản thân. Sống càng có tâm thì càng nhanh có được những cái thứ mà mình mong muốn. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và tăng cường cái vận may cho mình, thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7 không ai khác, đó chính là những chú ngựa, những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, từ ngày mùng 2 tháng 4 đến ngày mùng 4 tháng 4 âm lịch ấy, thì những người tuổi Ngọ sẽ nhận được nhiều cái may mắn, nhận được cái sự ủng hộ từ quý nhân, có thêm nhiều cái cơ hội mới để mà phát triển cái sự nghiệp của mình. Các kế hoạch công việc cũng khá là thuận lợi. Con giáp này có thể thoải mái thể hiện các mục tiêu của mình đã đề ra, không ngại bày tỏ cái quan điểm của bản thân trước đám đông. Cái việc mở rộng kết nối xã hội cũng có thể mang lại một số cái cơ hội thăng tiến trong cái sự nghiệp của mình. Quý vị cũng nên chủ động tạo ra nắm bắt lấy những cơ hội giao lưu để tìm thêm cái mối làm ăn mới, cũng như là tìm kiếm cho mình những cái cơ hội kiếm tiền và làm giàu. Nhìn chung ấy, cái sự chủ động trong mọi việc nó sẽ quyết định cái thành công của quý vị tới đâu. Nhất là khi quý vị luôn nắm bắt được cái cơ hội, thể hiện được cái năng lực và cái tài năng của mình, nên là sẽ được cấp trên và đồng nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Bên cạnh đó, cái phúc lộc dồi dào để con giáp những người tuổi Ngọ có thể tha hồ mà tận hưởng trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Nếu mà quý vị có thể đủ hào phóng ban phát độc lá của mình cho những người kém may mắn hơn thì lại càng tốt, niềm vui cũng sẽ được nhân lên nhiều lần. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì nói chung ấy, kèm theo là thần may mắn chiếu mệnh và được nhiều cái cát tinh nó xoay chiếu, nên là công việc của những người tuổi Ngọ có phần hanh thông suôn sẻ hơn trước rất là nhiều. Mọi việc thì quả thực đang tiến triển theo đúng những cái gì mà những người tuổi Ngọ đã dự tính. Nhìn chung, kế hoạch tiền bạc của những người tuổi Ngọ cũng sẽ được hoàn thành đúng thời hạn và thu về cái khoản tiền đầy túi. Trong 3 ngày tới thì những người tuổi Ngọ không phải lo lắng quá nhiều về cái chuyện tiền nong. Thậm chí, những ai mà gặp vấn đề mà chưa biết cách xử lý ra sao ấy thì ngay lập tức cũng sẽ được quý nhân xuất hiện giúp đỡ và giúp quý vị trả sạch nợ nần sau một đêm. Nhiều người tuổi Ngọ còn có thể là được khen ngợi một cách là công khai, hoặc thậm chí là được khen thưởng về cái mặt tài chính. Tuy nhiên, đây cũng chính là cái thời điểm phù hợp để quý vị tiết kiệm tiền bạc để dành cho những cái trường hợp khẩn cấp, đảm bảo một cái tương lai an nhàn và hạnh phúc hơn. Tiền tài không quá dồi dào, nhưng mà cái tình hình tài chính của những người tuổi Ngọ ấy cũng đã được khởi sắc. Những người tuổi Ngọ không cần phải suy nghĩ làm gì cho nó mệt thân. Quý vị cần phải là giữ tiền và tiết kiệm làm sao để cho giúp cho tiền nó ngày càng đẻ ra tiền một ngày một nhiều hơn, và cũng nên thận trọng khi mà có người hỏi mượn tiền. Vì vậy, để bảo vệ cái tiền bạc, cái thành quả lao động của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Mão. Trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, từ ngày mùng 2 tháng 4 đến ngày mùng 4 tháng 4 âm lịch ấy, thì có nhiều cái cát tinh nó soi sáng cái vận trình của những người tuổi Mão đang trên đà vượng phát. Quý vị hãy chuẩn bị tinh thần cho những cái sự kiện quan trọng sắp đến với mình. Bên cạnh đó, thành công nó cũng đang gõ cửa những người tuổi Mão trong cái thời gian này. Hy vọng các bạn vẫn luôn tin tưởng và vào cái bước đi hiện tại của bản thân và giữ được cái nhiệt huyết trong tim. Quý vị cũng nên nắm bắt cái thời điểm chín mùi để có thể là thể hiện cái tài năng, thể hiện cái năng lực của mình. Cái sự linh hoạt, cái sự nhạy bén kết hợp với ý chí bền bỉ cũng sẽ giúp cho quý vị mau chóng vượt qua những cái thử thách trước mắt.
Nói chung ấy, trong 3 ngày tới thì cực kỳ là có lợi cho những bạn đang làm ăn xa quê hoặc là xuất ngoại hoặc là gì, làm những việc mang tính chất là lưu động xa nhà. Bề trên cũng sẽ che chở và chỉ đường dẫn bước cho quý vị gặt hái được những thành công rực rỡ. Và trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7 tới đây ấy, thì nó cho thấy cái việc buôn bán kinh doanh cũng đem lại không ít cái tiền bạc, không ít cái lợi nhuận cho bản mệnh trong thời gian này. Bên cạnh đó thì nhiều người cũng thu về không ít cái lợi nhuận từ cái việc hợp tác với đối tác. Đấy, tiền bạc kiếm lại cực kỳ là dễ. Những cái khoản tiền mà các bạn bỏ ra để đầu tư cho cái việc học tập của con cái hay là đầu tư cho những cái kiến thức của bản thân cũng đã có những kết quả tích cực. Các bạn đang đi đúng đường, đúng hướng. Vậy nên là quý vị cũng gì đừng nghe những cái lời ngoài tai của những kẻ ganh ghét đố kỵ nhé. Bên cạnh đó, những người tuổi Mão cũng gì luôn cần phải gì học tập chăm chỉ hơn, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp xung quanh, như vậy thì mới có thể thúc đẩy cái sự nghiệp của mình được phát triển ngày càng tốt hơn. Làm tốt thì mới có cơ hội được gì được thưởng. Đồng thời, quý vị cũng nên đi du lịch hoặc là đi bộ nhiều hơn trong thời gian này. Cái điều này nó cũng sẽ giúp cho thì cải thiện cái tài vận cá nhân. Nhiều người không tin, nhưng mà cái việc chi tiêu sở lời hay là giúp đỡ những người khác cũng đem lại cái sự may mắn trong cái việc là kiếm tiền của quý vị. Tài chính trong thời gian này nói chung là cái nguồn thu chính, cái nguồn thu phụ của những người tuổi Mão đều tăng, lấp đầy cái túi tiền của con giáp này, thậm chí còn tràn trề ra ngoài nữa. Cần cù bù thông minh, dù không phải là những người có trí óc xuất sắc, nhưng những người tuổi Mão cũng biết tận dụng cái ưu điểm và khéo ăn khéo nói, nên là làm ăn cũng rất được lộc. Đặc biệt là những người kinh doanh, khách hàng đến với các bạn thì nói chung ấy không thể là không chi tiền được. Vì vậy, để gia tăng thêm cái vận may cho mình và bảo vệ cái thành quả lao động của mình đang có, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão, đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 không ai khác đó chính là những người tuổi Thân. Thì trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 4 tháng 4 âm lịch ấy, những người tuổi Thân sẽ có cơ hội để thể hiện, thực hiện hóa cái mục tiêu, cái dự định của mình. Quý vị sẽ đón rất nhiều cái may mắn về công danh, tiền tài, sự nghiệp ở cái thời điểm hiện tại. Tất nhiên, một số cái thách thức nó vẫn còn tồn tại, nhưng mà những người tuổi này sẽ đối mặt một cách là gì? Linh hoạt, đấy, bình tĩnh, bình thản. Nhờ vậy mà mọi việc diễn ra một cách là nhẹ nhàng và thuận lợi hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, những người tuổi Thân là những người ham làm việc, nghiêm túc và có chí lớn, nhưng mà cũng nên lượng sức mình, cần phải cố gắng từ từ, ắt sẽ có những cái tích lũy ngon lành, đừng có vắt kiệt cái sức lao động, coi chừng nó bị phản tác dụng. Những người tuổi Thân cũng được đón nhiều cái tin mừng trên các phương diện tiền bạc. Bên cạnh đó, nhiều cái cát tinh soi chiếu cũng như là gì thần may mắn luôn ở bên cạnh, thúc đẩy là cái yếu tố khiến cho quý vị và các bạn bắt tay vào công việc gì thì cũng thuận lợi hơn những người khác, thậm chí là có khả năng thu về những khoản tiền lời lãi hơn so với cái dự định của bản thân. Thời điểm này thì quý vị cũng gặp được những cái đối tác, khách hàng đầy triển vọng, đôi bên có cái chung cái mục tiêu và hợp tác ăn ý với nhau. Nhờ vậy mà nhiều cái tranh cãi, nhiều cái bất đồng cũng được giảm bớt, cơ hội kiếm tiền thì rủng rỉnh và ngày càng tăng lên. Thậm chí nhờ cái sự giúp đỡ mà đôi bên có thể là gì hoàn thành các dự án lớn nhỏ một cách là vô cùng là nhanh chóng và chất lượng. Quý vị cũng sẽ được giới thiệu cho những cái mối đầu tư hứa hẹn. Nếu mà đó là cái lĩnh vực mới mẻ thì quý vị sẽ được quý nhân chỉ đường dẫn lối trong cái đường đi nước bước, thu về những cái lợi nhuận bước đầu. Còn với những người mà giàu kinh nghiệm thì trong 3 ngày tới đây thì những người tuổi Thân được nhận định là cái mối đầu tư chính xác, nhờ vậy mà đem về cho bản thân một khoản lời lãi đáng kể. Những thành tích cao trong công việc cũng sẽ giúp cho những người tuổi Thân nhận được những khoản tiền lương, tiền thưởng rủng rỉnh. Thì đây cũng là cái khoản tiền vô cùng là xứng đáng với những cái gì mà quý vị đã bỏ ra trong thời gian trước đó. Quý vị hãy gì có cách chi tiêu một cách hợp lý, thậm chí là lấy khoản tiền đó để đầu tư, khiến cho tiền để ra tiền ngày một nhiều hơn. Bên cạnh đó, quý vị cũng sẽ kiếm được khá khá tiền về túi. Trong 3 ngày tới đây thì nếu như mà đầu tư tiền vào cho việc học tập hoặc là gì
học hành hoặc thăng quan tiến chức hoặc là thi cử thì những người tuổi Thân cũng sẽ nhận được rất nhiều cái lợi ích. Một số người còn có cơ hội may mắn trúng thưởng hoặc là được tặng quà một cách bất ngờ vào trong 3 ngày tới. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn và bảo vệ cái thành quả lao động của mình thì những người tuổi Thân ấy hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân, đó là con giáp may mắn thứ tư. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới, thứ 5, thứ 6, thứ 7, 3 ngày cuối tuần. Đây là 4 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, dễ có cơ hội làm ra tiền của. Đó là 4 con giáp sau. 1 là những người tuổi Thìn, 2 tuổi Ngọ, 3 tuổi Mão, 4 là tuổi Thân. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.